Nếu như trước đây có loại vỏ cây có 3 mặt kính giá thành khá là đắt đỏ, hiện tại An Phát đã xuất hiện một số sản phẩm có giá cực kỳ mềm, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn vỏ cây Visual Nefertiti G8 Template Glass, đó chính là một cái tên tiêu biểu. Sản phẩm này thì chỉ có giá hơn 1 triệu đồng, kèm quạt thì đắt hơn một chút. Tuy nhiên thì nó sẽ có đủ 3 mặt kính cường lực cực kỳ ăn chơi cho các game thủ mà ví không dày nhưng vẫn muốn khoe nội thất ấn tượng bên trong chiếc máy tính của mình. Chiếc máy tính này thì được đóng hộp khá là đơn giản và bên trong chiếc hộp này sẽ là một vỏ cây. Và nhân vật chính là chiếc vỏ cây với 3 mặt kính ở phía trước và bên cạnh trái cạnh phải. Vỏ cây sẽ cung cấp đủ các cổng kết nối cơ bản bao gồm jack headphone, USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, nút chỉnh LED và nút nguồn. Phía trên thì có mặt thoáng để lắp được hai quạt 120 và hỗ trợ sẵn tấm lọc bụi khá tiện lợi. Nội thất của chiếc vỏ cây này rất thoáng đãng và nhiều ô nhỏ để DJ cũng như là lắp đặt tản nhiệt phức tạp. Và khi bạn mua chiếc vỏ cây này, bạn sẽ được tặng kèm bộ điều khiển LED RGB. Đây là một sản phẩm được phân bổ khá hợp lý và đậm chất thời thượng với các khu lắp mainboard, nguồn, quạt, ổ cứng HHD. Chiếc vỏ cây này chỉ có điều thiếu sót là không có các công cụ lắp đặt, không cần dùng vít, song với một sản phẩm giá rẻ thì khó có thể yêu cầu điều này. Khung thép của sản phẩm này tương đối vững chắc, tuy không thể nói là rất dày nhưng hoàn toàn đủ dùng, nhìn chung là chất lượng phù hợp với giá tiền. Chúng cũng được sơn phủ cẩn thận với màu đen nhám trông khá là sang trọng. Hiện tại thì sản phẩm này đang có giá bán khoảng hơn 1 triệu đồng và với 1 triệu 2 thì các bạn sẽ được tặng thêm quạt. Các bạn hãy tham khảo thêm giá bán tại website của Alpha PC nhé. Video này đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên là like, share và subscribe kênh Alpha Channel của chúng mình để các bạn có thể cập nhật nhiều hơn những bộ máy tính đẹp, độc và lạ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Goodbye.